là hôm nay may quá thì là Covid đã qua rồi thì em mới có cơ hội được đứng ở đây và được gặp các thầy và các quý đồng nghiệp. Vì Covid thì là vẫn hạn chế quý vị nội soi phế quản, nhưng mà trong những cái bệnh lý mà bắt buộc chúng em phải nội soi phế quản, đó là một trường hợp của dị vật phế quản. Mà dị vật phế quản ở nhi đối với những thầy Dũng thì là càng nguy hiểm hơn, để là thường tính mạng và một cái tối cấp cứu. Nhưng đối với người lớn thì là cái dị vật phế quản thì thường là có hội chứng xâm nhập lúc đầu và sau đó là bệnh nhân thường là bỏ qua và gây những cái biến chứng. Sao không chạy ạ? Em thì còn bốn điểm, nhất là đặt vấn đề, thứ hai cái trường hợp phương pháp nghiên cứu, thứ ba là kết quả và bằng luận, thứ tư là kiến nghị và các kết luận. Sao nhốt con nó chạy đuổi ạ? Và trong từ tháng 1 2019 đến tháng 7 2020 thì là trong vòng 1 năm rưỡi thì tụi em tổng kết được 11 trường hợp vì bệnh cũng hiếm nên là cái con số tương đối khiêm tốn, nhưng mà hy vọng trong thời gian tới thì sẽ tổng kết dần dần lên theo thời gian. Mục tiêu là đánh giá khái quát các đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh dị vật phế quản bỏ quên ở người lớn, thứ hai là đánh giá kết quả nội soi phế quản ống mềm trong can thiệp cấp dị vật phế quản. Đối tượng nghiên cứu là bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên, được chẩn đoán nội soi phế quản là dị vật phế quản và được xác nhận từ hai người trở lên, mỗi dị vật được chụp lại và lưu hồ sơ bệnh án được đầy đủ thông tin. Và phương pháp nghiên cứu là phương pháp hồi cứu và lấy mẫu thực tiễn tất cả bệnh nhân đủ tiêu chuẩn. Về dụng cụ sử dụng là tụi em sử dụng máy nội soi phế quản ống mềm Freenome đường tuyến ngoài 5.9 và kênh thủ thuật là 2.8, và dụng cụ sử dụng là kèm các dị vật. Hiện tại thì khoa nội hấp của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng em chỉ có ba loại thôi, là kèm cân sinh tiết, kèm các dị vật là kèm cá sấu và giỏ lấy dị vật. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà sau đây tụi em sẽ thêm nhiều 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 về kiến nghị. Đây là một cái sơ đồ nghiên cứu. Thứ nhất là bệnh nhân đã nghi bị dị vật phế quản thì được chụp phim phổi và chụp cắt lớp vi tính, sau đó là nội soi phế quản ống mềm và chẩn đoán xác định can thiệp lấy dị vật cùng lớp luôn. Nội soi phế quản ống mềm thành công thì em cũng đưa vào những nghiên cứu, và không thành công thì có can thiệp nội soi ống cứng tại phòng mổ kèm với các bác sĩ của tai mũi họng và thu thập xử lý dữ liệu. Thì đây là ba ca dị vật phế quản, là hạt thức ăn và một hạt dị vật là thức ăn và hạt sơ mô che. Thứ nhất là cái nước ướt của cái hạt đậu phộng, thứ hai là hạt sơ mô che, và thứ ba là cái bã mía. Hình ảnh thứ nhất đó là X-quang CT, và thứ hai là hình ảnh nội soi, và thứ ba là dị vật phi đã được lấy ra ngoài rồi. Và tiếp theo là bảy cái dị vật là xương động vật, tất cả các loại xương động vật một kích thước các cỡ khác nhau và hình ảnh tương ứng như vậy từ CT đến hình ảnh nội soi và kết quả của dị vật lấy ra ngoài. Về kết quả và bằng luận, tuổi trung bình là từ trên 60 tuổi khoảng trừ 15 tuổi, nam là chiếm hơn nữ. Điều này thì cũng liên quan đến một cái tập quán ăn uống mình cái sa sút khuyết đệm liên quan đến lão suy. Cũng có so sánh với một số tác giả khác thì cái kết quả cũng tương tự ạ. Về đặc điểm lâm sàng thì là hầu hết là gặp là ho kéo dài và khạc đàm, có một số cái nhiễm trùng phổi thì có gặp là sốt và khó thở. Về hình ảnh X quang phổi thì chủ yếu là tụi em gặp viêm phổi. X quang phổi thì chủ yếu là tụi em gặp viêm phổi, xẹt phổi và giãn phế quản. Ngoài ra trong X quang phổi tụi em không có gặp trường hợp nào là xem được cái dị vật phế quản hết ạ. Chụp CT scan lồng ngực thì là ngoài cái tỷ lệ là viêm phổi, xẹt phổi và giãn phế quản ra, những cái biến chứng của dị vật ra thì tụi em phát hiện được 9 trường hợp dị vật trong trong 11 trường hợp. Hầu như chụp CT thì phát hiện được trên 80%. Và tiền sử hấp dị vật thì hầu như những cái bệnh nhân trên 60 tuổi thì hầu như không nhớ được là mình đã hấp dị vật lúc nào. Đối với những cái nhóm mà dưới 60 tuổi thì hầu như là 75% phải nhớ được tiền sử hấp dị vật. Điều này liên quan đến cái tuổi tác rất là quan trọng. Về thời gian tồn lưu dị vật thì trong cái nghiên cứu của chúng em thì tồn lưu từ 1 đến 4 tuần là trên 50%, và có những trường hợp tồn lưu từ 1 đến 3 tháng và trên 1 năm là có 3 trường hợp chiếm 27%. Một số tác giả Ấn Độ và các nước lân cận thì là
là thời gian còn nuôi dị vật của họ cũng từ lần 7 một tuần đến 2 tuần và của chúng em là từ 1 đến 4 tuần. Về vị trí mắc dị vật thì vị trí mắc dị vật thường gặp là ở phổi phải, và trong các thùy của phổi phải thì từ dưới phổi phải là gặp nhiều nhất, và từ dưới phổi trái thì cũng có nhưng mà chỉ chiếm được 4 trên 11 trường hợp thôi. Điều này liên quan đến cái cấu trúc giải phẫu của phổi thì rất là nhiều, vì phổi phải là đường thùy dưới phổi phải thì nó xuôi và đường kính nó lớn hơn và dễ mắc ở vị trí đó. Về đặc điểm dị vật thì đặc điểm dị vật chúng em phát hiện là hạt thì chỉ có một trường hợp thôi, là cái hạt sandwich đó, hai mảnh dị vật thức ăn, tức là một cái bã mía. Bã mía là bệnh nhân đi ăn xong rồi sạch không biết nhớ từ lúc nào và hầu như là không phát hiện trên CT. Và một thứ hai nữa là cái hạt đậu phộng nữa, hạt đậu phộng cũng không hề phát hiện trên đường hình ảnh CT, mà khi nội soi phế quản do bệnh nhân viêm phổi kéo dài thì tụi em mới phát hiện được đó là dị vật, là một cái đứa hạt đậu, và thứ hai là một cái bã mía. Và còn lại là 7 trường hợp là hầu như là xương, các loại xương động vật, xương cá, xương gà, xương heo. Về cái can thiệp phương pháp lấy dị vật thì chúng em đã 11 trường hợp thì chúng em nội soi phế quản ống mềm lấy ra được tất cả 10 trường hợp. Còn một trường hợp là bà cụ 80 tuổi, lớn tuổi, cái dị vật nó lớn và nó bám vào cái tổ chức mô hạt, nó ăn vào cái lòng phế quản rất là nhiều, và khi là kéo thì là không thể nào lấy được. Và tụi em phải nhờ qua nội soi phế quản cứng và gây mê, phải thay cái quản chỗ đây thì mới can thiệp lấy dị vật cho bà, và một cái xương rất là dài. Trên các tác giả trên thế giới thì là cũng can thiệp về nội soi phế quản ống mềm cũng trên 90% thành công, và chỉ có 9% là phải can thiệp về nội soi phế quản ống cứng. Cái điều mà phương pháp lấy dị vật thì nó phụ thuộc vào nhiều thứ, thứ nhất là kỹ năng của các ekip, và thứ hai là cái dụng cụ có đầy đủ hay không, và cả một cái kỹ năng phối hợp nữa, phối hợp cả kỹ thuật viên, cả gây mê. Và thứ ba nữa là một trong những thách thức kiên nhẫn của bác sĩ nội soi mà lấy dị vật là phải kiên nhẫn và kiên nhẫn cố gắng, thì mình suy nghĩ ra cái cách để mình lấy được dị vật thành công và hiệu quả nhất. Kết luận thì qua 11 ca mà tụi em phát hiện và lấy dị vật thành công thì là tuổi trung bình là 60 cộng trừ 15 tuổi, và nam chiếm nhiều hơn nữ. Triệu chứng lâm sàng thường gặp là ho, khạc, làm kéo dài, và X quang phổi chỉ là tiêu chuẩn để nghi ngờ thôi, còn lại chụp CT scan cũng là phát hiện 80%, nội soi phế quản là tiêu chuẩn vàng và phát hiện gần như 100%, hơn 80% dị vật phế quản, và thường dị vật phế quản nữa thì dưới phổi phải. Trong 11 ca đó thì 8 ca trên 78% là các xương, các loại động vật, xương cá, xương gà, xương heo, các loại xương, và chỉ có 3 trường hợp là dị vật hữu cơ và hạt. 90% là nội soi ống mềm can thiệp lấy được dị vật hoàn toàn thành công. Về kiến nghị thì liên quan đến tập quán ăn uống và hạn chế thức ăn lẫn xương và tác phong ăn uống từ tốt. Thứ hai là chẩn đoán sớm, và thứ ba là kể cả một các ekip trang bị nội soi tốt và phối hợp tốt thì mới cái dị vật thành công. Trong thời gian vừa chờ cái báo cáo này thì tháng 11 của em cũng phát hiện một cái dị vật rất là khó, giống như một loại giống như sụn mà em nghĩ là một cái cơm dừa, cục cơm dừa ở trong phổi, và khi mà lấy cái rọ để lấy ra thì không thể nào lấy được, và khi mình gấp ra từng miếng mình phải gấp ra, tại vì gấp đến đâu thì nó muốn cái to nên là gấp ra từng miếng á.